Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin chính sau đây. Huấn luyện viên Park Hang Seo và VFF chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Ả Rập Xê Út. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị lên đường đi Ả Rập Xê Út gặp đội chủ nhà ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9. Chiều ngày 26 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã có hai trận đấu tập với U22 Việt Nam. Các học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng đậm trước đàn em với tổng tỷ số là 6-0. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng của thầy Park với các học trò sau khoảng thời gian hơn 20 ngày tập luyện tại Hà Nội. Sau các trận đấu tập kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tìm được 25 tuyển thủ có phong độ, thể lực tốt nhất, chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Ả Rập Xê Út, 1 giờ ngày 3 tháng 9. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định loại đi 7 cái tên từ bản danh sách tập trung 31 người ban đầu. 7 tuyển thủ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự trận mở màn bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm có Đoàn Văn Hậu, Trần Minh Vương, Bùi Tiến Dũng, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh. Trong đó ba cầu thủ trụ cột Đoàn Văn Hậu, Trần Minh Vương và Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì dính chấn thương nặng và không thể kịp hồi phục để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Được biết Nguyễn Văn Hoàng, Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân sẽ tiếp tục ở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Tối ngày 27 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay nội bài để đáp chuyến bay lúc 1 giờ 50 phút sáng ngày 28 tháng 8 sang Ả Rập Xê Út. Thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ quá cảnh tại Doha của Qatar và nối chuyến sang Riyadh bằng chuyến bay riêng do Ả Rập Xê Út sắp xếp. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Riyadh vào đêm nay 27 tháng 8 để hội quân cùng các đồng đội. Trước ngày lên đường, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tiến hành xét nghiệm RT-PCR theo quy định của AFC. Sau khi nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại Riyadh, thầy chó luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như làm quen với điều kiện thời tiết sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương ngày mùng 2 tháng 9, tức là 1 giờ ngày mùng 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Sau đây là danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam đi Ả Rập Xê Út đấu vòng loại World Cup 2022. Các thủ môn Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết. Các tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức. Các tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Trinh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tiến Linh. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Bùi Tiến Dũng dính chấn thương, khó khăn càng lớn với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm tin không vui và thầy Park sẽ phải giải quyết khó khăn như thế nào. Cơn bão chấn thương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong chiến dịch hướng tới World Cup 2022 khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt gặp phải những vấn đề chấn thương không đáng có. Sau Văn Hậu, Minh Vương, Đình Trọng, Thành Trung, thì mới đây nhất là trường hợp của trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ gốc Hà Tĩnh bị rách cơ đùi trong buổi tập vào chiều ngày 25 tháng 8. Theo đó, ngay sau khi gặp chấn thương, tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Việt Theo đã được bộ phận y tế của đội tuyển đưa đi kiểm tra. Kết quả cho thấy là Tiến Dũng sẽ không kịp hồi phục để cùng dòng vàng tham dự hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây là thông tin mà huấn luyện viên Park Hang-seo chẳng hề vui vẻ gì bởi cầu thủ sinh năm 1995 luôn là nhân tố chủ chốt trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên khắp các mặt trận. Tiến Dũng cùng với Ngọc Hải Duy Mạnh đã trở thành những hòn đá tảng án ngữ trước khung thành của Đặng Văn Lâm hay là Bùi Tấn Trường, thành tích chỉ thủng lưới 7 bàn ở vòng loại thứ hai. Thành tích chỉ thủng lưới 7 bàn ở vòng loại thứ hai đã cho thấy điều đó. Số 4 đã cho thấy những dấu hiệu quá tải khi phải chinh chiến rất nhiều đấu trường thời gian qua, anh luôn nằm trong top những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của bóng đá Việt Nam, thậm chí mới đây Bùi Tiến Dũng còn chơi các trận đấu tại AFC Champions League. Quay trở lại đội tuyển với cường độ tập luyện cao và không ngừng nghỉ, nên chấn thương đến với cầu thủ gốc Hà Tĩnh là điều dễ hiểu. Những chiến binh sao vàng đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị. Trong bối cảnh các cầu thủ đang quá tải và liên tục gặp phải chấn thương, thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ biết hy vọng rằng những nhân tố còn lại tại đội tuyển sẽ không gặp phải những vấn đề đáng tiếc nào cũng như đạt trạng thái sung sức nhất ở các trận đấu được dự đoán là cực kỳ khó khăn sắp tới. Thầy Park sẽ giải quyết ra sao? Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn yêu cầu tính ổn định, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Bởi vậy mà Bùi Tiến Dũng là phương án ưu tiên hàng đầu và chỉ phải thay đổi trong trường hợp thật sự cần thiết thôi. Với tầm ảnh hưởng lớn từ trung vệ đang chơi cho câu lạc bộ Viettel, nhà cầm quân người Hàn hẳn là đã lường trước được việc là sẽ có một ngày ông phải dùng những phương pháp mới. Trong trận tái đấu với đội U22 Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 8, thầy Park cùng các cộng sự đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm cho vị trí của Bùi Tiến Dũng và thu về kết quả khá lạc quan. Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Hoàng Việt Anh là những trung vệ được vị thuyền trưởng bố trí đá cùng nhau. Họ hoàn thành nhiệm vụ khi giữ sạch lưới và mang về chiến thắng với tổng tỷ số là 6-0. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu chính thức, nếu Đình Trọng sung sức và đạt thể trạng tốt nhất, rất có thể thầy Park sẽ sử dụng cầu thủ này, bởi trung vệ sinh năm 1997 từng cùng Duy Mạnh và Ngọc Hải tạo nên thành công cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018, phần nào trọng hiểu các đồng đội cũng như hợp tác thế nào cho thật sự hiệu quả. Đặc biệt, trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và còn được mệnh danh là chuyên gia săn tây. Phương án tiếp theo có thể tạo ra bước ngoặt cho cả đội tuyển. Nhà cầm quân 62 tuổi sử dụng sơ đồ 4 trung vệ. Khi ấy thì Ngọc Hải và Duy Mạnh đá cặp cùng với nhau. Phía trên sẽ được tạo thành nhiều lớp bởi tuyến tiền vệ. Nhưng mà đối thủ ở các trận đấu tới rất mạnh và thầy Park sẽ khó thay đổi chiến thuật chỉ trong vài ngày. Việc Bùi Tiến Dũng chấn thương còn khiến cho toàn tính của huấn luyện viên Park Hang sơ đổ bể. Trước đó thì Duy Mạnh từng được đẩy lên đá vị trí tiền vệ đánh chặn và vị chiến lược gia sinh năm 1962, giờ đây đã không thể mạo hiểm nữa. Dù vậy, vị trí ấy vẫn được Xuân Trường đảm nhiệm rất tốt khi liên tục tạo ra sự chắc chắn và nổ súng trong hai trận giao hữu vừa qua. Thầy Park đang thực sự đau đầu khi những điều ông không mong muốn lại xảy ra, tuy nhiên đội tuyển quốc gia Việt Nam thì luôn biết cách vượt khó và dòng vàng chắc chắn sẽ giành được kết quả thuận lợi ở trận đấu tới đây. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam sẽ làm gì khi không thể chơi đôi công với Ả Rập Xê Út? Trước đối thủ rất đẳng cấp như là đội Ả Rập Xê Út, cơ hội tấn công của tuyển Việt Nam trên sân Mr. Show Park được dự báo là sẽ rất ít ỏi. Vì thế muốn tạo ra bất ngờ, chiến thuật phản công và sút phạt cố định cần được mài rũa kỹ lưỡng. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã đến rất gần rồi, với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đó là màn thể hiện ở hai trận tổng duyệt trước U22 Việt Nam sẽ ít nhiều giúp tuyển Việt Nam thêm tự tin trước trận đánh lớn ở sân khách. Trong buổi tập chiến thuật, thầy Park và các cộng sự đã cho cầu thủ tập kỹ miếng đánh phản công và rèn các tình huống cố định. Đội tuyển Việt Nam cũng đã xem kỹ băng hình về đối thủ Ả Rập Xê Út. Một số gạch đầu dòng về đội bạn qua phân tích chuyên môn như là chơi pressing tầm cao hoàn hảo, giành kiểm soát thế trận bằng tốc độ cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, các vị trí. Hàng tiền vệ và tiền đạo sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt. Các hậu vệ biên lên xuống nhịp nhàng tạo ra sức mạnh đáng sợ từ hai cánh. Hai trung vệ thì lại hơi chậm chạp. Bằng màn thực chiến với đội U22 Việt Nam, tuyển Việt Nam đã kiểm tra năng lực về trình độ chơi phản công và thực thi các tình huống cố định. Xuất phạt thành công một lần nữa trở thành cách để đội tuyển Việt Nam khai thông thế trận. Trong trận đấu nội bộ ngày 19 tháng 8, Xuân Trường đã ghi bàn từ một tình huống đá phạt. Ở lần tái đấu, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa lập công từ bóng chết. Những tình huống cố định đã đang và sẽ là thứ vũ khí lợi hại để thu hẹp nhanh nhất sự chênh lệch về đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam và các đối thủ mạnh. Trong 4 năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã nhiều lần tạo ra điểm nhấn từ những cú sút phạt cách vòng cấm khoảng 25m đổ lại. Cũng từ một quả đá phạt, Quang Hải đã chọc thủng lưới đội Yemen để giúp tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup năm 2019. Lại chính là Quang Hải đã thực hiện thành công cú sút phạt cầu vòng tuyệt đẹp trong trận chung kết U23 châu Á trước đội U23 Uzbekistan. Với những nhân tố có khả năng gây đột biến bằng những tình huống bóng chết như là Quang Hải hay Xuân Trường, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những khó khăn trước Ả Rập Xê Út, gã khổng lồ từng 5 lần dự vòng chung kết World Cup. Miếng đánh phòng ngự phản công vốn đã trở thành miếng đánh sở trường của tuyển Việt Nam, tiếp tục được ông Park rèn rũa cho thật thuần thục và nhuần nhuyễn. Hồ Tuấn Tài đã thực hiện một đường truyền vượt tuyến để văn toàn tăng tốc xâm nhập khu vực 16m50 của U22 Việt Nam và kiến tạo cho Xuân Nam ghi bàn. Hoàng Đức thực hiện phản công chớp nhoáng để tận dụng khả năng chạy nước rút của Tuấn Hải. Hai pha phản công điển hình đã mang đến hiệu quả tức thì cho tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đối thủ của tuyển Việt Nam đều cực mạnh nên các cầu thủ của chúng ta sẽ không có nhiều thời gian kiểm soát bóng. Trước mắt vào ngày mùng 2 tháng 9, thầy trò ông Park được thử lửa bằng cuộc chạm trán với đội tuyển ghi tới 22 bàn thắng, không thua một bàn nào, thắng 6 trận, hòa 2 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.